Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em sẽ có một mẫu xe đạp Touring Meada Discovery 600, một dòng xe đạp đường phố dành cho các bác mà đang tìm kiếm một chiếc xe đạp để thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Thì đây là một cái lựa chọn rất là hợp lý cho một chiếc xe đạp Touring cho cái nhu cầu của các bác. Thì xe là có cái tông màu trắng và logo xanh cực kỳ là thể thao và rất là trẻ trung, đẹp mắt. Cộng với cả là được sử dụng thêm bộ chuyển động của Shimano Alivio với 8 tầng líp và 3 tầng đĩa, khung nhôm, bánh 700C. Và toàn bộ chiếc xe là được em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng nguyên bản, zin hết 100% về. Thì nếu có thể nhìn trên hình đây, toàn bộ khung là khung nhôm, thương hiệu Meada, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, thương hiệu nội địa của Đài Loan. Rất là nổi tiếng trên toàn thế giới và được rất nhiều các bác ưa chuộng dòng Meada này. Khung nhôm model Discovery 600. Tông màu này về tông màu trắng và do là xe bãi nhập khẩu về và đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài nên là nó xuất hiện những cái vết xước trên khung như này không thể tránh khỏi. Để đánh giá tổng thể thì từ nước sơn rồi đến bộ chuyển động hay là xích níp nó cũng còn với cái độ mới và đẹp, nó cũng tương đối là tốt. Đây, cái giá chỉ có là 7,9 triệu thôi các bác, một cái giá mà rất là hợp lý để cho các bác sử dụng sở hữu một chiếc xe để sử dụng rèn luyện sức khỏe và đạp thể dục hàng ngày. Nó còn đáp ứng được cái nhu cầu, đáp ứng được những cái bộ chuyển động rất là cao cấp của dòng Shimano này. Phanh đĩa, sử dụng phanh đĩa cư, đồ đề Alivio với 8 tầng líp, trên này là 3 tầng đĩa cho xe có 24 độ khác nhau, bụi đạp Chuvati. Rồi những cái dòng xe Meada này thì nó có những cái dòng đem đăng kiểm các bác nhé, tại sử dụng nội địa. Trong nội địa thì nó sẽ có những cái tem đăng kiểm. Bên phần là ghi đông thì đây là một cái ghi đông zin theo xe các bác nhé. Ghi đông này có thể gập lên gập xuống được rất nhiều tư thế này, rất nhiều độ. Ghi đông thì được trang bị bộ tay bấm xả cùng với cả cùng phanh của Shimano. Ba sở bít này, tương đương với 3 tầng đĩa này. Bên này là 8 này, tương đương với 8 tầng lít. Vành 700C, vành này vành zin theo xe luôn các bác nhé. Toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên chiếc nguyên bản hết, nguyên zin 100%. Đây, vành nguyên zin này, lốp lác này còn tương đối là đẹp. Quả lốp này là 700C nhân 23 các bác nhé, 700C nhân 23. Bây giờ sẽ vào loa size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 52 cm. Và xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Alivio nẹp đĩa Shimano Atus với 8 lít 3 tầng đĩa cho 16 độ khác nhau. Bộ chuyển động thì các bác có thể nhìn hình giá này lên xuống
rất là mượt mà. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác có đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.